rồi à? Ồ, con dế nó bỏ ngang qua. Khi nào mấy con dế cắn luôn biết không? Chưa đói rồi đây. Nó cắn, nó cắn, con dế nó cắn con dế. Cắn. Con này nó cắn một cái này nó thì cái nó sốt rét này ngay lập tức là thôi. Bỏ thêm vài con nữa. Bỏ hết vào đi, bỏ hết vào cho nó ấm trùng trong cho nó quẩy cho luôn. Đó, 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 vậy đó. Đó, 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 để con nó làm gì. Ăn con dế rồi, ăn con dế. Đói rồi, ăn con dế. Một ăn, ăn trong một ăn. Nó ăn hết, nó ăn này cả. Đó, ăn một con, một hai con nữa đó.
Nhưng món này là món khá khẩu của nó mà, đúng không? Vị này hơi hơi luôn. Quá trời đó. Đủ ăn luôn hả? Ha, còn ăn luôn rồi. Con này hồi xưa tao mới ba mày tao đi làm ở dưới đèo á, mà thấy thì thấy nhưng mà cắn thì chưa bị, nhưng mà cái con bằng ngón tay như này con à, nó cắn tao sốt á, tao bị cắn rồi. Nó đau lắm không? Nó nhức lắm không? Coi như nó nhức một cái là nó sưng miên cái chân là đi không nổi luôn mà. Coi như là hồi nó làm với đèo á, đi rác nè. Lần đầu tiên trong đời chết một em nữa. Giờ đi làm rừng xong giờ chết thêm em nữa. Ủa hôm bữa hôm ba rồi bị cắn cái con này hả? Ủa cái nọc nó dữ quá chứ hả? Quá không? Wow. Anh em rồi em. Nó tiêm nọc vô cả là chết ngay liền nha. Lùa lũ dê xuống dưới chân đó. Sau cái đuôi nó có cái
cắn những cái số đuôi nó đúng không? Không có đuôi của nó này, không có đuôi của nó có cắn những cái số đuôi nó. Đó, nó đang ăn này. Cái đuôi nó nghe được cái sao không? All right.